Em xin chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em đi qua cho cô chú anh chị một mảnh đất cực kỳ là rẻ nha cô chú anh chị. Sổ sách đầy đủ nha. Cách quốc lộ 28 là 800 mét nha cô chú anh chị. Còn cách Sài Gòn là 270 cây số nha. Về hướng Buôn Ma Thuột là 60 cây nha. Còn về hướng Lâm Đồng là gần 100 cây số nha cô chú anh chị. 6 sào cà phê, 1 sào ruộng, 2 cải áo nha. Cực kỳ là rẻ cho cô chú anh chị, sổ sách đầy đủ. Cách đây 2 tháng là chủ nhà kêu 300 triệu, nhưng hiện tại bây giờ chủ nhà đang cần tiền gấp, bán với giá là 170 triệu nha cô chú anh chị. Sổ sách đầy đủ nha. Anh chị nào đang quan tâm tới mảnh vườn này liên hệ cho em theo số điện thoại em để sẵn trên màn hình nha cô chú anh chị. Chỉ có một lô duy nhất nha, ca cực kỳ đẹp nha cô chú anh chị. Cà phê chủ nhà họ thu rồi nhưng ca cực kỳ là đẹp nha. Đấy, 6 sao cà phê cực kỳ đẹp nha cô chú anh chị. Chỉ có 170 triệu. Cách đây gần 2 tháng là chủ nhà là báo là 300 triệu nha cô chú anh chị. Hiện nay chủ nhà đã chuồng trả kịch liệt luôn là 170 triệu nha cô chú anh chị. Sổ sách đầy đủ, anh chị quan tâm liên hệ cho em sớm nha để mình sở hữu lô ca của mình nha cô chú anh chị. Cà phê cực kỳ đẹp nha cô chú anh chị. Ca này là được tầm 8 đến 9 năm rồi nha cô chú anh chị. Đây, do chủ nhà họ không chăm cho nên ca không được đẹp nha. Nếu như mình có vốn đầu tư thì mình về đây mình đầu tư mình chăm sóc cái số cà phê này nha cô chú anh chị. Mình có 1 sào ruộng, 2 cái ao và 6 sào cà phê cực kỳ đẹp. Ô tô đi vào tận rẫy nha cô chú anh chị. Ô tô đi vào tận rẫy, miếng ca này là cực kỳ là đẹp nha. Nếu anh chị nào mà tài chính thấp mình về mình mua mảnh đất này mình làm nha cô chú anh chị. Đất này á nó hơi tiền nhẹ nha cô chú anh chị. Cái số lượng cà phê mà trên mảnh đất này là hơi tiền nhẹ nha. Đấy, nó hơi tiền tiền như vậy là cô chú anh chị. Mình có là 1 sào ruộng này cô chú anh chị nha. Cực kỳ thích hợp để cho cô chú anh chị mình về đây mình đầu tư làm ăn nha cô chú anh chị. Đấy, cà phê cực kỳ đẹp luôn. Đất này đất mờ ga, đất đén, đất mờ ga nha cô chú anh. Đất đén nha, đất này cực kỳ trồng ca, trồng trái cây cực kỳ tốt nha. Số điện thoại của em để sẵn trên màn hình. Nếu cô chú anh chị quan tâm tới mảnh vườn này liên hệ sớm cho em để mình sử dụng.